mình về, nguyện làm một chiếc lá đa sông về. Thân chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi đề nghị với các bạn, tôi xin đọc lại một vài trang của cuốn sách Một đời quản trị của tôi, nhất là những trang nói về khởi nghiệp. Các bạn biết không, tôi nhận được khá nhiều thư xin tôi đọc chính tôi những cái bài tôi viết ở trong ba cuốn sách của tôi. Thành thử ra là tôi cũng thật sự hơi ngạc nhiên với cái đòi hỏi đó, bởi vì rằng là các bạn ấy cũng đã có sách của tôi rồi. Tuy nhiên các bạn ấy có lẽ muốn được nghe trong radio khi lái xe đi làm tiếng nói của tôi và cái nội dung mà tôi muốn phát biểu. Thế thì tôi xin đọc trang 347 về những điều kiện để khởi nghiệp thành công. Tôi xin đọc. Thứ nhất là sản phẩm. Rất nhiều người nhầm lẫn về câu chuyện liên quan đến sản phẩm. Sâu trong tâm khảm, họ nghĩ họ phải chế ra cái gì mới trong thế giới ngày nay để khởi nghiệp. Ví dụ như là một chiếc iPhone. Nghĩ vậy thì đúng quá rồi. Nhưng thử hỏi cả thế kỷ thứ 20 có bao nhiêu sản phẩm đột phá như chiếc iPhone, bạn nhỉ? Thế rồi với Uber hay là Airbnb hoặc là Facebook, tất cả những cuộc khởi nghiệp đó đều dựa trên những nhu cầu xưa như trái đất. Facebook chẳng hạn khởi đầu chỉ là trang web giúp cho một nhóm bạn bè cùng lớp tại một trường đại học bên Mỹ có phương tiện truyền thông thường trực với nhau và chia sẻ những cảm nhận về đời sống. Vào lúc khai sinh, chỉ có vài chục sinh viên sử dụng là cùng. Nhu cầu liên lạc mật thiết giữa bạn bè có lẽ cũng cũ kỹ như quả địa cầu. Chỉ có một yếu tố mới trong Facebook là ứng dụng này cho phép chia sẻ những cảm nhận qua thời gian thực nhờ công nghệ 4G lơ lửng trên không. Thế giới tăng trưởng không ngừng. Một trong những yếu tố tăng trưởng nhanh nhất là dân số. Điều này có nghĩa rằng tất cả những nhu cầu dính liền với dân số sẽ cùng tăng trưởng. Nếu bạn có ý định sản xuất tăm xỉa răng chẳng hạn, hoặc là những cây bút để viết, hoặc là những cái chổi để quét, thì khả năng bạn thành công rất là cao. Không cần những sản phẩm ma quái ghê gớm gì cả, chỉ đơn giản tăng trưởng theo dân số. Như thế cũng đã là cái tốt và làm mới cái cũ, có thế thôi. Điều thứ hai là những nhu cầu cơ bản của con người không thay đổi các bạn ạ. Nhu cầu ăn uống chẳng hạn, rồi truyền thông, rồi giải trí, tất cả những thứ gọi nôm na là ăn chơi. Chỉ có sản phẩm phải thay đổi để thỏa mãn những nhu cầu đó. Vậy chúng ta nên suy rằng những sản phẩm mới vẫn là từ nhu cầu kinh điển mà ra, nhưng được đổi mới qua việc dùng công nghệ mới, vật liệu mới, hình thù mới, màu sắc mới, mùi vị mới. Nếu bạn muốn thành công dễ dàng, hãy đơn giản tìm một phố ẩm thực và mở thêm một tiệm ăn. Tìm phố giải trí và mở thêm một quán giải trí. Cứ copy đúng các tiệm đang chạy tốt bên cạnh thì bạn sẽ không bao giờ sai lầm. Bạn chỉ cần làm mới một mô hình cũ đã thành công do dân số gia tăng. Một trong những hướng đi khác có nhiều khả năng thành công là thay thế những dịch vụ vật chất bằng những dịch vụ điện tử vô cùng hiệu năng. Việc tăng năng suất và tốc độ hẳn là một nhu cầu sẽ hiện thực mãi mãi trong cái nền văn hiến loài người. Ngày nay bạn có thể mua vé máy bay, mua vé tàu hoặc bất cứ thứ gì trên mạng. Internet đã giúp bạn không cần di chuyển tới hãng máy bay để mua vé. Thậm chí nếu ngại cả việc du lịch thì bạn cũng có thể du lịch ảo trên mạng không cần ra khỏi nhà. Ngày nay có rất nhiều dịch vụ vẫn còn tồn tại dưới hình thức vật chất kém hiệu quả và có thể thay thế được bằng dịch vụ điện tử. Lĩnh vực y khoa chẳng hạn, giáo dục, phân phối hàng hóa trong nước còn rất nhiều khoảng trống, chưa có mấy ai khai thác. Nhưng nếu chọn hướng đi này thì bạn phải nhớ là những thằng lớn như Google hay Amazon hay tham lam lắm, to như thế nó như thế rồi nhưng nó vẫn không bỏ qua bất cứ cơ hội lớn nào để đem dịch vụ tới cho người tiêu dùng. Nói ngắn gọn, bạn sẽ tự mình chọn lộ trình cạnh tranh với một địch thủ đáng sợ, dù to xác và vẫn sinh hoạt như một công ty khởi nghiệp nhỏ, với bộ óc sáng tạo phong phú, được những phương tiện khổng lồ hỗ trợ. Và nếu bạn có thắng gã khổng lồ Google chăng nữa, nó sẽ tìm phương án mua lại công ty của bạn. Phải chăng đây chính là điều bạn muốn đấy? Khuynh hướng mới duy nhất mà tôi điểm được là các vấn đề liên quan đến an ninh công cộng. Thời đại hiện nay ngày càng kém an toàn. An ninh của người cao tuổi, an ninh của trẻ em, an toàn giao thông, an ninh ở chỗ ở, an toàn thực phẩm. Tôi cho rằng nếu có nhóm nào mang sản phẩm đột phá để giúp tăng tính an toàn cho những hạng mục vừa kể trên, thì sự thành công sẽ tới rất nhanh. Phần thứ hai là đồng đội cùng xuất vốn và làm việc nhóm. Ngày nay có lẽ không còn việc gì phức tạp có thể thực hiện ở một mình mà vẫn giữ được tính cạnh tranh. Làm việc nhóm là chìa khóa của những công cuộc mang tính hiệu quả rất là cao. Do đó việc khởi nghiệp cũng là nơi mà những phương pháp làm việc nhóm có thể được áp dụng. Thế nhưng
khi làm việc nhóm cũng có những nguyên tắc phải ghi nhớ. Khi bạn khởi nghiệp cùng bạn thân làm đối tác, rất nhiều khó khăn sẽ trồi lên theo thời gian. Cảm nhận của mỗi đối tác về đồng tiền, về rủi ro, về tính tình của đồng đội sẽ khác. Những phản ứng khi cần sự nhẫn nại, cần mẫn, hy sinh cũng sẽ khác. Thêm vào đó, tự ái sẵn có ở tuổi đôi hay 30, khó lòng giúp bạn tránh những cuộc bàn cãi sôi nổi, thậm chí những cuộc đấu đá nội bộ, nhất là khi trong cuộc đầu tư có nhiều đồng đội cho rằng sự đóng góp của họ không được đánh giá đúng một cách khách quan. Nói là khách quan đấy, nhưng phải hiểu là chủ quan. Rồi đến khi công cuộc khởi nghiệp thành công, một số đồng đội sẽ xót xa chột dạ khi lúc đầu họ đã vội vàng nhận số cổ phiếu nhỏ hơn các bạn đồng hành để đánh đổi lấy sớm đồng lương cao hơn chúng bạn. Ai chẳng biết rằng nhận thù lao trước là ăn chắc, nhưng nay cổ phiếu đáng giá hàng trăm, hàng ngàn đô la, thậm chí hàng triệu, và tình huống để xử lý vô cùng phức tạp nếu chẳng may có ai đòi hỏi một sự điều chỉnh vô lý vì thấy mình ít cổ phiếu hơn đồng đội. Trong khởi nghiệp, điều nghiệt ngã là lúc công ty nhỏ bé mới ra đời thì ai cũng cần nhau và sẵn sàng chấp nhận nhiều điều thiệt thòi để nhường chỗ cho bạn đồng hành. Nhưng nếu chẳng may công ty bùng phát thì những vấn đề nan giải cũng bùng nổ theo. Thường thường vào đúng lúc đó sẽ có những cuộc chia tay đầy oán hận. Thật đáng tiếc nếu đến khi thành công, những người đồng cảm công khổ ban đầu lại không có nhau. Trường hợp hoàn hảo chỉ xảy ra khi những người đồng đội không quan tâm đến tiền. Đây tất nhiên là trường hợp hiếm có. Nhưng ngược lại, nếu không mê tiền thì thử hỏi ai lại mất công khởi nghiệp làm gì bạn nhỉ? Bạn thử tưởng tượng xem, chỉ 1% của công ty Apple cũng đáng giá xấp xỉ 7 tỷ đô la rồi đấy. Tiếc thay lúc ban đầu, bạn đã dại dột chót chịu cổ phần là 20 thay vì 70%. Thế là bạn đã bỏ rơi 10%, một con số quá nhỏ khi khởi nghiệp, nhưng là một con số to khủng khi thành công đã tới. Phần thứ ba là nhu cầu vốn. Tất cả những ai đã thực sự đi qua cơn lốc khởi nghiệp đều xác nhận là nhu cầu vốn sẽ lớn gấp 3, gấp 4 lần dự tính ban đầu. Tuy nhiên, nguồn vốn phải bổ sung chỉ xuất hiện sau một thời gian hoạt động. Đến đúng lúc gay go nhất, sôi bỏng nhất, thì chủ nhân tương lai của công ty khởi nghiệp sẽ phải tất tưởi chạy đi tìm thêm vốn. Xác suất tìm ra thì rất thấp nếu họ chọn lựa giải pháp đi mượn, vì đơn giản số tiền mượn từ ngày đầu đã cao ngất ngưỡng rồi, sẽ không còn ai chịu cho mượn thêm đâu. Ngược lại, họ sẽ rất dễ thành công trong việc tìm ra vốn nếu họ chịu những điều kiện của những tay tài phiệt đang tiến gần tới họ. Những tay tài phiệt này gọi là venture capitalist, tức là nhà đầu tư mạo hiểm sẽ sẵn sàng giúp cho việc tăng vốn, nhưng sẽ không bao giờ chấp thuận trong mượn tiền mà chỉ có một chiến lược là đột nhập vào công ty khởi nghiệp, thậm chí lấy đa số cổ phiếu. Họ sẽ áp đảo công ty non nớt vì họ biết là nếu không có họ thì công ty sẽ không tồn tại. Đúng lúc đó tiềm năng thực sự của công ty khởi nghiệp đã hiển hiện hơn thuở ban đầu rồi, rủi ro đã giảm, thậm chí đã rõ ràng để có thể xử lý. Cuộc thương thuyết thật quá chênh lệch, một bên là ngừng sáng tạo ra sản phẩm khởi nghiệp không còn một chút xu dính túi, bên kia lại là một loại chó sói đói, sẵn sàng ăn thịt non. Mất máu đào chính là lúc này đấy. Để tránh tình huống này xảy ra, người khởi nghiệp luôn luôn phải có ngay từ lúc ban đầu một chiến lược tăng vốn. Nếu đợi đến lúc cần tiền rồi mới phản ứng thì quá muộn. Chiến lược tốt nhất là công ty khởi nghiệp tạo được doanh thu sớm, cho dù nhỏ, chính doanh thu những tháng đầu sẽ giảm nhẹ vấn đề tăng vốn sau này. Có một thể thức khác khá duyên dáng cho việc tài trợ khởi nghiệp không thể không nhắc tới, đó là crowdfunding, tức là tạm dịch là gây quỹ quần chúng hay quỹ cộng đồng. Có nghĩa là dự án khởi nghiệp nhận được sự đóng góp vốn từ mọi giới quần chúng qua trung gian của một cơ quan kiểm chứng. Cơ quan này sẽ có thẩm quyền xác nhận sự đóng góp và số tiền đóng góp. Rất tiếc, thị trường Việt Nam chưa cho phép tổ chức hình thức này một cách bài bản. Cứ xem xét những cuộc huy động tiền từ thiện cho nạn lụt hay cá chết vừa qua thì thấy rằng chuyện crowdfunding còn cần thêm sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn của chính phủ và pháp lý để có khả năng thành công. Thế rồi, thứ tư thì là môi trường kinh doanh và pháp lý. Ít khi nào tôi được đọc những bình luận đầy đủ, những phân tích sâu sắc về môi trường kinh doanh ở nước sở tại trước khi khởi nghiệp. Trong khi đó, những đặc thù của môi trường thực sự đóng một vai trò quan trọng. Nếu lấy Cộng hòa Pháp làm ví dụ thì hiển nhiên ai cũng đều nhận định là khó lòng mở một startup thành công tại nước này, bởi lẽ thủ tục hành chính quá nặng nề, quá mất thời gian, hành lang pháp lý rất là lắt léo, chi phí bỏ ra trước khi công ty thành hình rất là cao. Đã thế, tại Pháp, công đoàn lao động và các nhân viên đều xem chủ doanh nghiệp là kẻ thù số 1. Hễ có vấn đề gì ra tòa xét xử thì chủ doanh nghiệp gần như cầm chắc phần thua, vì các thẩm phán và quan tòa rất thiên vị những nhân viên được xem là kẻ yếu thế. Thậm chí số đông thẩm phán bên Pháp được gọi là quan tòa đỏ, màu biểu tượng cho phe tả, chuyên binh vực kẻ yếu, trong khi dưới con mắt là họ, ông chủ tư bản chỉ có thể là những kẻ bóc lột lao động.
Tóm lại, bạn chưa kịp dựng công ty của mình thì môi trường kinh doanh đã bày sẵn cho bạn một trò chơi trong đó mọi đối tác là kẻ thù và chính trọng tài cũng thiên vị phía bên kia một cách có hệ thống. Ngược lại, ở tại Hoa Kỳ thì các startup có cơ hội nở rộ như hoa mùa xuân. Ở đây truyền thống làm giàu đã có sẵn trong ADN. Đến 90% dân số Hoa Kỳ đều mơ làm giàu và tích cực làm giàu. Tất cả các đạo luật hành chính, thuế vụ đều triệt để nêu cao chủ nghĩa tư bản. Người giàu là người đã thành công. Người thành công bắt buộc phải giàu. Trong xã hội đó không bao giờ có một sự hiểu lầm về việc làm giàu. Ai cũng có cơ hội làm giàu. Và khi có ý muốn làm giàu, ai cũng được trợ giúp. Vì toàn thể quốc gia này tin tưởng rằng khi cá nhân làm giàu thì đất nước cũng giàu theo. Chẳng trách mở startup bên Hoa Kỳ lại quá dễ, ngược lại với nước Pháp. Tuy nhiên, chính vì quá dễ, chính vì truyền thống là mọi người đổ xô vào làm giàu nên mới khiến môi trường cạnh tranh vô cùng gay gắt. Thế rồi, phần thứ 5 là mô hình kinh doanh. Tôi lại lấy ví dụ liên quan đến hai nước Pháp và Hoa Kỳ để minh họa sự cần thiết của một mô hình kinh doanh đơn giản. Tại Pháp, các bạn có biết không, người ta đã chế ra dịch vụ Minitel 20 năm trước khi Google ra đời. Ai cần bất cứ thông tin gì thì cứ vào Minitel để tham khảo. Tôi không muốn so sánh chất lượng của hai dịch vụ Minitel và Google vì khi Minitel xuất hiện thì mạng Internet chưa ra đời và laptop hoặc máy tính để bàn cũng chưa ra đời nốt. Minitel là sự phối hợp giữa máy điện thoại của bạn ở bàn, máy điện thoại bàn và một màn hình TV. Điều đáng chú ý là mỗi khi vào Minitel để mua một dịch vụ thì bạn phải trả ngay lệ phí qua hệ thống điện thoại đã, rồi dịch vụ nó mới tới. Đây là một khía cạnh khá đặc trưng ở bên Pháp. Ai dùng gì thì phải trả tiền trực tiếp cho dịch vụ mà phải trả tiền trước. Mô hình của Pháp khác hẳn với mô hình kinh doanh tại Hoa Kỳ, nơi hầu hết các dịch vụ trên mạng Internet đều miễn phí. Và nếu khi nào có dịch vụ phải trả phí, thì những thủ tục để thanh toán, lệ phí đều đơn giản và an toàn. Theo tôi, một trong những lý do Google và mọi dịch vụ Internet khác thành công và nhanh chóng tỏa ra đại chúng là do tính miễn phí của chúng. Và khi có phí thì thanh toán rất đơn giản. Hệ thống quảng cáo toàn cầu đóng một vai trò thực sự quan trọng khi chính quảng cáo đã trải hết chi phí ở mọi chi dịch vụ trên Internet. Thử tưởng tượng xem nếu Minitel của Pháp ngày xưa cũng miễn phí thì có lẽ số mệnh của nó đã khác hẳn ba đại. Thế phần thứ 6 là chiến lược kinh doanh. Hầu hết các công ty khởi nghiệp sau này trở thành những tập đoàn vĩ đại đều bắt đầu bằng những ý tưởng thật là đơn giản. Đơn giản nhưng có ảnh hưởng rất lớn trên thị trường người tiêu dùng. Họ có lớn được hay không là do chiến lược vốn và giải ngân phù hợp hay không với mỗi bước tiến của công ty. Chiến lược kinh doanh của một công ty khởi nghiệp không được hiểu theo nghĩa cổ điển, như trường hợp của một công ty đã có mặt nhiều năm trên thị trường. Ở đây, điểm thiết yếu là dòng vốn và dòng đầu tư cần thiết cho sự phát triển phải đi theo nhau một cách gắn bó, tích hợp và nhịp nhàng. Và nếu có lúc cần mời thêm đối tác, nhất là các quỹ đầu tư, thì chiến lược kinh doanh phải được lèo lái chặt chẽ. Chiến lược kinh doanh luôn luôn phải cố tạo ra được càng sớm càng tốt doanh thu, để rồi doanh thu sẽ giúp tiết kiệm vốn và những kết quả phải vượt chỉ tiêu để giúp công ty có được cuộc thương thuyết với ngân hàng thật mỹ mãn. Nói tóm lại, khởi nghiệp thành công cũng chính là nghệ thuật dùng vốn ít nhất có thể, và tiếp theo là nghệ thuật thuyết phục mọi đối tác, nhất là đối tác tài chính, rằng công ty đang trên một lộ trình tích cực và an lạc. Thế rồi, phần thứ 7 là hợp thời và may mắn. Ở trên tôi đã nhấn mạnh một điểm quan trọng rằng khởi nghiệp là giải quyết những nhu cầu kinh điển của con người bằng những sản phẩm hay dịch vụ được làm mới lại, dùng những công nghệ mới và những vật liệu mới. Uber hay là Grab đã thành công vì hợp thời, một phần vì dịch vụ taxi cũ không còn phù hợp hoàn toàn với đời sống hiện đại nữa. Nhưng tính hợp thời của Uber hay Grab cũng là do mạng 4G đã kịp thời phủ khắp từ các đô thị. Không có mạng 4G thì không có Uber. Nó hợp thời cũng là do cả thế giới này đã có sẵn dịch vụ bản đồ điện tử ngay trên smartphone, ngay chiếc điện thoại của các bạn. Cách đây không lâu, Google và GPS rất khó nhọc để thiết lập bản đồ các đô thị, các nước. Ngày nay, Grab đã có sẵn dịch vụ bản đồ chi tiết của bất cứ nơi nào trên thế giới để dùng. Thật tuyệt vời, hợp thời là thế, thiên thời địa lợi nhân hòa là thế. Grab đã đi tiên phong trong việc phối hợp dịch vụ 4G với dịch vụ bản đồ và đã chế ra một hệ thống phần mềm có khả năng đổi mới hoàn toàn dịch vụ taxi truyền thống. Các ví dụ hợp thời hợp cảnh hợp lý thì vô số bạn ạ. Facebook là gì nếu không phải là sự phối hợp của dịch vụ 4G với nhu cầu đối thoại và hiếu kỳ thường trực giữa người với người. Dịch vụ Facebook phải cho phép người tiêu dùng trò chuyện với nhau qua thời gian thực. Từ nay, bất cứ biến cố gì trên thế giới sẽ nhận được sự trực tiếp, những phản ứng cảm xúc tức khắc của hàng triệu thành viên trên Facebook. Ông Mark Zuckerberg chế ra cái phần mềm tuyệt diệu, nhưng nếu không có các dịch vụ phụ thuộc như 4G thì tính thời gian thực cũng sẽ không có. Lúc đó, có lẽ ông Mark cũng đành chịu thua.
Những người ước mơ khởi nghiệp nên biến thời gian thành đồng lõa của mình bằng cách săn và tìm hiểu những công nghệ mới, những dịch vụ mới, những vật liệu mới để rút cục thỏa mãn những nhu cầu kinh điển cũ kỹ của đại chúng. Dân chúng toàn cầu từ 1 triệu năm nay đều chỉ muốn ăn no và ngon, ngủ kỹ, yêu nồng nàn và gìn giữ sức khỏe nhẹ nhõm tươi vui. Hiểu vậy là luôn luôn hợp thời trang, hợp ý người mọi nơi và mọi lúc. Các vĩ nhân như Bill Gates hay Steve Jobs còn khuyên những ứng cử viên có ý muốn khởi nghiệp rằng đừng nghĩ đến việc làm giàu vội, mặc kệ tiền của có vào hay không. Hãy thành công trong việc tạo giá trị mới và thỏa mãn những nhu cầu của đại chúng đã, rồi đồng tiền đương nhiên sẽ vào. Tôi không đủ tinh tế để phân giải đâu là thực tế, đâu là huyền thoại. Nhưng bạn đọc ơi, nếu bạn đang mơ tới việc khởi nghiệp thành công, giấc mơ của bạn rất là chính đáng đấy bạn ạ. Tôi xin chúc bạn gặp được vận may, vì cuối cùng phải thật may mắn mới gặp thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Và ngay sau đó tôi xin chúc bạn tập làm quen với mùi máu đào của bản thân, vì trong việc khởi nghiệp sẽ có rất nhiều lúc bạn cảm thấy máu đào của mình tuôn rỉ. Và đúng lúc đó không bác sĩ hoặc liều thuốc nào có khả năng cứu cấp bạn đâu. Chỉ có ông thần may mắn mới thay đổi được cuộc diện. Khởi nghiệp hơn bất cứ việc gì khác trong đời sẽ cần tới ông thần này. Nhưng ông chỉ can thiệp nếu mọi việc đã được cắt đặt ngay ngắn, chỉn chu. Nếu thị trường đầu ra và đầu vào đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, nếu dòng vốn đã được tính toán hợp lý, không quá lạc quan hay chủ quan. Có được tất cả những thứ đó rồi thì ông thần may mắn dễ tới lắm bạn ạ. Tất cả những người bạn của tôi đã khởi nghiệp đều nói với tôi như vậy. Xin chào tất cả các bạn. Và các bạn được nghe đây là 7 điểm các bạn phải chú ý khi các bạn khởi nghiệp các bạn nhé. Thân chào các bạn. Non nước yên bình thắm nơi chung lòng, mình về nơi đây cái miền quê.